Rồi, đang quay hay đang tắt? Đang quay. Và hôm nay chúng ta sẽ học thông khám hậu phẫu trường hợp này nha. Thì cái nội cái trọng tâm của cái ca này là khám hậu phẫu một trường hợp cắt đại tràng bên phải nội soi. Thì cái đầu bài đặt ra là yêu cầu các bạn sẽ thứ nhất là đánh giá cái toàn trạng, cái tình trạng của bệnh nhân hiện tại đấy là đã có ổn định hay có gì bất thường hay không. Thứ hai nữa là tiên lượng những cái biến chứng có thể xảy ra trong những ngày sắp tới. Cái biến chứng đó là gì, là nhiễm trùng nha, là sự lằn của cái việc nối ở trong bụng, đường nối của ruột. Thứ ba nữa sự lằn của vết thương và những cái biến chứng khác có thể xảy ra ở những cái hệ cơ quan khác nha. Thì trước khi để trả lời hai cái vấn đề đấy, chúng ta phải biết sơ qua về trường hợp này. Đây là một trường hợp của bệnh nhân nam, năm mấy tuổi? Năm tuổi sáu, trẻ thế hả? 6-7 tuổi nha. Hậu phẫu ngày thứ ba, u đại tràng bên u đại tràng lên, cắt đại tràng phải nội soi, nối hồi với đại tràng ngang. Trong lúc mổ thì không có sự cố gì đặc biệt hết. Bệnh nhân cùng mổ diễn tiến không có trục trặc, tại vì thầy là người mổ cho nên thầy biết đúng ra là tất cả những trường hợp khám hậu phẫu đó chúng ta phải có cái hồ sơ. Chúng ta phải xem những cái thông số, những cái dữ kiện trước mổ. Chúng ta phải xem từ từng phẫu thuật trong lúc mổ đầu tiên tường trình lại có vấn đề trục trặc hay không, cùng mổ kéo dài bao lâu, có trục trặc gì hay không, có phải truyền máu hay không dữ dần. Trường hợp này thì trước mổ thì bệnh nhân có tình trạng tương đối là kém dinh dưỡng, cụ thể là cái độ tiết máu là 48, bình thường là nhiều 55-65 nha. Bệnh nhân này có 48 rồi, nghĩa là cũng đã thấp, tương đối thấp rồi đấy. Cái thứ hai nữa là albumin huyết tương thì có 33, bình thường là như 35-45. Nói chung là bệnh nhân có tình trạng là kém dinh dưỡng, các chỉ số về máu thì bình thường, HCT bình thường, hemoglobin thì bình thường. Bệnh nhân được chuẩn bị đại tràng tốt trước mổ, cuộc mổ kéo dài là khoảng 2 tiếng mấy, và cái thời gian dây trùng trong lúc mổ là tối thiểu. Hiện nay ngày hậu phẫu thứ ba thì bệnh nhân chưa có trung tiện được, bệnh nhân kha là chưa có xì hơi được, không có sốt, không có đau bụng, không có chướng bụng. Anh đang ngồi dậy được chưa? Đã tự ngồi dậy được chưa? Ngồi dậy phải có người đỡ, nhưng mà bệnh nhân có thể xoay trở một cách tự do thoải mái trên giường. Bệnh nhân đi tiểu thì tiểu dễ, nước tiểu nhiều. Khá lâm sàng sáng nay thầy thấy là bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe tốt. Bệnh nhân có giọng nói hơi khàn chút xíu, mà cái khàn này mới xuất hiện sáng nay. Thầy hôm qua thầy khám mình thấy là bệnh nhân không có khàn, thầy nghĩ là có vấn đề về viêm nhiễm đường hô hấp trên, có thể do nhiễm siêu vi hay gì đấy, chứ không phải do sang chấn dân tặng đầu khí quản đâu, từ trong lúc mổ nha. Xin hiệu được ổn định, đưa cái bảng nhiệt độ, mạch huyết áp bao nhiêu. Rồi, không có sốt. Chưa không có sốt. Nhất là mổ đường tiêu hóa nha, thì phải để ý đến cái vấn đề nhiễm trùng. Một trong những cái dấu hiệu sớm nhất của tình trạng nhiễm trùng hay hại khá là có những cái vấn đề miệng nó không có lành nữa, hay nhiễm trùng vết mổ là cái nhiệt độ nha. Còn cái đau bụng và cái chứng bụng là nó sẽ triệu chứng, nó sẽ xuất hiện sau nha. Thì nhìn cái bụng nè, bụng bệnh nhân thì sao xẹp đấy, không có chứng đâu, nó di động tốt cho nhiệt thở. Ở đây là cái lỗ đặt troca nha, đây là cái vết mổ nha. Tại sao mổ nội soi phải mở bụng ra, tại vì phải mở một đường nhỏ để đưa cái bệnh phẩm ra bên ngoài, chứ không có cách nào đưa ra được hết nha. Ở đây là cái lỗ đặt troca, qua cái lỗ này đặt cái ống dẫn lưu, cái dẫn lưu này đưa lên ở cái vùng hông bên phải, đặt cạnh cái miệng nối. Dẫn lưu này có tác dụng là phòng ngừa nha. Ta thấy là ba cái băng đặt ở ba nơi là không có thấm dịch nha. Chúng ta sẽ khám vết mổ sau nha. Anh coi hai chân lên chút, coi hai chân lên chút xíu, đúng rồi, coi hai chân lên rồi, thả lỏng cái bụng nè nha. Giờ cái chỗ này là cái vùng mổ nè, chỗ này là có cái miệng nối nè, cho nên nếu có gì bất thường nó sẽ tập trung chỗ này trước, sau đó nó mới lan ra chỗ khác. Trên thầy khám ở những chỗ khác trước, anh khám thấy bụng rất là mềm, anh thả lỏng cái bụng. Mổ ống tiêu hóa mà bụng mềm như thế này là Khâu Tự Quyên là hoàn toàn yên tâm rồi. Qua đây khám, đây anh thả lỏng cái bụng,
đừng có ở nó buộc lên, hồi nãy khá là như mềm hơn đúng không, đâu có đau gì đúng không. Rồi nói chung là mềm, không có chỗ nào là bụng nó đầy lên khu trú hết nha. Và vết mổ thì mở vết mổ ra khám luôn, xem luôn nha, ngày thứ ba rồi. Vết mổ đường giữa trên rốn dài khoảng 5-6 cm nha, có hơi rỉ chút dịch nè, thấy dịch nó rỉ ra không, đúng chưa. Vết mổ nó hơi đỏ, đúng chưa, và hơi nề nhẹ, làm sao biết nó nề nhẹ, em ta thấy cái chân chỉ nó, cái chỉ nó lún hơi sâu chút xíu nha, và thầy sẽ ấn thử xem coi nó dịch nó có rỉ ra qua ở bếp vết mổ hay chân chỉ hay không nha, và đồng thời cảm nhận luôn, ghi nhận luôn bệnh nhân có đau hay không. Nếu thầy thấy hiện tại vết mổ thì cũng khô đấy, không có đi dịch nha, ấn thì không đi dịch, mà dịch này nó thấm chút dịch vàng đây nha, thì chưa đủ điều kiện về mặt nhiễm trùng vết mổ, chưa đủ điều kiện để kết luận vết mổ có nhiễm trùng nha. Khi nào kết luận là vết mổ có nhiễm trùng, một là vết mổ nó ra mủ ha, hay mủ đại thể đây chút xíu chúng ta sẽ bao luôn. Thứ hai nữa là cái dịch đó nhiễm ram, cái khuẩn có sự hiện diện của vi trùng, nhiễm ram có vi khuẩn, cái khuẩn vi khuẩn mọc. Thứ ba nữa là gì, là chính phẫu thuật viên xác định là có nhiễm trùng, tại vì phẫu thuật viên hơn ai hết là người biết rõ trong lúc mổ có dây trùng nhiều hay không, là như thế nào. Ngay trường hợp này chưa đủ điều kiện để kết luận là có nhiễm trùng vết mổ nha, thì thầy trả lời câu hỏi thứ nhất, tình trạng bệnh nhân có ổn định hay không nha, thì trả lời thứ nhất là ổn định ha. Nếu có ai hỏi là tại sao ổn định thì thấy là thứ nhất là gì, là bệnh nhân tỉnh táo, hai nữa sinh hiệu ổn, thứ ba nữa là gì, là bụng xẹp mềm, không có dấu hiệu gì của ổ nhiễm trùng hay ổ tụ dịch trong bụng, vết mổ cũng chưa thấy có dấu hiệu nhiễm trùng, đồng ý không, cho nên kết luận là ổn định. Nếu có thầy cô nào hỏi là tại sao ổn định mà ngày thứ ba chưa có xì hơi được nha, thì trả lời là gì, là cái chuyện xì hơi đó, cái chuyện xì hơi có xì hơi hay không nó phụ thuộc vào hai yếu tố, thứ nhất là nhu động của ruột nó có hoạt động hay chưa, ruột nó có hoạt động nó lại hay chưa, thứ hai nữa là trong lòng ruột nó có gì hay không. Nhiều khi là ruột nó hoạt động đấy nhưng mà trong lòng ruột không có gì, cho nên cũng không có thể có trung tiện được. Bệnh nhân này mổ chương trình nha, có chuẩn bị, trong lúc mổ ghi nhận bụng non xẹp, hiểu vấn đề chưa, cho nên là bụng xẹp thế này thì khi là trong ruột không có hơi cho nên có thể nhu động ruột đã có rồi nhưng mà hơi nó không ra cho nên chưa trung tiện. Vì thế nha, cái trung tiện hay không là cái dấu hiệu quan trọng. Nếu như bệnh nhân xẹp lép, hiểu vấn đề chưa, chừng nào bụng chướng hơi á mà chưa có xì hơi được thì là có vấn đề là liệt ruột, hiểu rồi ha. Cho nên một số trường hợp bụng xẹp lép nha, bệnh nhân khai chưa trung tiện cũng chưa dội là kết luận là có bất thường nha. Rồi con, nếu mà người ta hỏi là ngày thứ ba chưa bước xuống giường được tại sao gọi là ổn định, thì trường hợp này gọi là ổn về cái bệnh lý của bệnh nhân thôi. Bệnh nhân có thể toàn trạng, bệnh nhân còn yếu, bệnh nhân có thể mặt tâm lý bệnh nhân ngại bước xuống giường, cho nên là không có vấn đề đó, không có gì quan trọng. Nói chung hiện tại chỉ có hai dấu hiệu bất thường, mà hai dấu hiệu đấy ta có thể giải thích được, thứ nhất là gì, là chưa có trung tiện, thứ hai nữa chưa bước được xuống giường. Chưa trung tiện thầy giải thích là gì, lý giải là gì, ruột nó xẹp, ruột nó trống, không có gì hết mà chưa bước được xuống giường, nghĩa là bệnh nhân mổ về tâm lý, thứ hai nữa bệnh nhân nó đã bước được xuống giường rồi. Nói chung là tốt nha, thì dự trù trả lời câu hỏi thứ nhì là trong những ngày sắp tới có những cái biến chứng gì hay không, thì biến chứng thì có hai loại, biến chứng liên quan đến phẫu thuật, biến chứng và những cái hệ cơ quan khác nha. Thí dụ thì có hệ cơ quan khác, ví dụ là gì, bệnh nhân có viêm phổi hay không, bệnh nhân có bị bệnh lý tim mạch hay không, bệnh nhân có bị suy thận hay không, bỏ qua nha. Còn vấn đề là nhiễm trùng và lành vết thương nha, thầy kết luận là gì, thế bây giờ nhiễm trùng là bao nhiêu phần trăm, trường hợp này là phẫu thuật xếp loại gì, nhiễm vô trùng sạch nha, sạch nhiễm hay là nhiễm nha, đây là trường hợp sạch nha, sạch mở đường tiêu hóa có chuẩn bị nha, thì là sạch. Mổ đường tiêu hóa không chuẩn bị là sạch nhiễm, mổ trong môi trường mủ như phúc mạc là nhiễm nha. Thì sạch đó là tỷ lệ nhiễm trùng là bao nhiêu, là 0-5%. Tuy nhiên bệnh nhân này có một số yếu tố làm cho tình trạng nhiễm trùng nó tăng lên, thứ nhất là gì, như thầy nói rồi,
chỉ số về albumin và nội tiết máu trước mổ thấp quá. Thứ hai nữa, bệnh nhân là bú, tất cả những trường hợp bú sức đề kháng không thể nào khỏe, cho nên thầy sẽ tăng cái chỉ số cái nguy cơ nhiễm trùng lên chút nữa. Ví dụ như giờ nói là 0-5 cho trường hợp này là có thể là gì, là 7%. Thứ hai nữa là bệnh nhân này có cái nguy cơ xì giò miệng nối hay không cũng có, nhưng mà thầy nghĩ là tương đối thấp, không có cao lắm, để mình là người mổ mình biết. Thứ hai nữa, đến ngày thứ ba rồi mà thấy cái bụng như thế này, chắc chắn là 90% là miệng nối sẽ lành. Nhưng không có cái miệng nối nào nó bụt mà đột ngột, nó không lành đột ngột, nó phải có một cái tiền triệu trước đó. Cái tiền triệu đó đôi khi là phẫu thuật viên hoặc bác sĩ ta điều trị ta bỏ qua. Thường thường là trước khi miệng nối nó xì cho trong bụng ấy, là nó cũng là đã có rỉ ra chút đỉnh rồi, và bệnh nhân sẽ biểu hiện bằng cái tình trạng kiến bụng, trọng trung tiện và sốt. Rồi cái ống dẫn lưu này, dẫn lưu phòng ngừa, cho nên là dẫn lưu phòng ngừa thì sao, là không có ra dịch gì hết là chuyện bình thường, đúng chưa? Thấy có ra gì không? Không. Anh nhớ nha, khác với phòng ngừa khác với điều trị thì nó phải ra dịch mới là bình thường, còn phòng ngừa thì không ra dịch là bình thường nha. Nếu mà có ra dịch thì chỉ ra cái dịch phản ứng do cái ống dẫn lưu là vật lạ nó kích thích thôi, chứ không có dịch nào trong bệnh lý trong bụng hết nha. Thì thầy thấy ống dẫn lưu như thế này là bình thường nha, khi nào rút nha, sao khi nào là hết nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, thế xin lỗi, hết nguy cơ xì giò miệng nối trong bụng đó, thì sẽ rút. Hỏi là khi nào, là đến thời điểm nào là hết cái nguy cơ đấy, thì nó nói là sau 5 đến 7 ngày nha, tùy thuộc vào cái sức khỏe của bệnh nhân. Bệnh nhân này hơi kém chút xíu thì lấy có 7 ngày, sau 7 ngày ha, mà ống dẫn lưu nó không ra gì hết, không có dấu hiệu của hở cái miệng chỗ khâu, thì sẽ rút ống dẫn lưu này. Nắm được vấn đề chưa? Rồi điều trị tiếp tục hôm nay cho nha, vẫn cho bệnh nhân nhịn năng nha. Ở đây phát độ pha này là nhịn năng 5 ngày nha. Trong thời gian đấy thì cho bệnh nhân uống nước. Đi đâu này, đi đâu đi, đi do sao trước mặt rồi thì đi ra đi, trước mặt đi ra đi. Trong thời gian đó vẫn cho bệnh nhân uống nước bình thường nha, và có thể cho bệnh nhân uống nước đường cũng được, có nghĩa là làm sao cái chất phân á nó xuống đại tràng thấp nhất càng tốt. Trường hợp này là bệnh nhân có cái miệng nối giữa hồi tràng với đại tràng, đúng không? Cho nên là làm sao cho cái đại tràng nó xẹp, nó nghỉ, còn cái ruột non vẫn bình thường, ta vẫn tranh thủ sự tiêu hóa xảy ra ở ruột non, có thể cho bệnh nhân uống nước đường nha, có thể cho bệnh nhân ăn nhẹ, miễn là làm sao cái chất phân nó xuống tới đại tràng ít thôi. Cho nên trường hợp này, đây phát đồ đô pha này là nhịn năng 5 ngày. Trong thời gian đó thì cho bệnh nhân uống nước, nước đường cũng được, nước trái cây cũng được, nước cung cấp năng lượng cũng được, nhưng mà không có chất bã nha. Và bên cạnh đó sẽ hỗ trợ một phần dinh dưỡng cho bệnh nhân qua đường tĩnh mạch ha. Được. Rồi về thứ hai nữa là về giảm đau, thì được tới ngày thứ ba rồi bệnh nhân thấy đã tỉnh, đã bớt đau nhiều lắm rồi. Bệnh nhân đâu có khan là đau vết mổ đâu, cho nên thầy sẽ chuyển sang cái giảm đau qua đường uống thôi, không cần giảm đau chích nữa. Và thứ ba nữa là phải tăng cường cái sức đề kháng của bệnh nhân lên, để cho cái vết thương mà miệng nói nó mau lành, truyền cảm dinh dưỡng nè, truyền cảm nha. Mấy bạn phân biệt hai cái khái niệm đạm trong dinh dưỡng và đạm để nâng cao cái sức đề kháng của bệnh nhân, hai cái đó khác nhau, hai cái đó là hai loại khác nhau nha. Bên cạnh đó là sao cho bệnh nhân ngồi dậy, đổ lưng cho bệnh nhân nha, để bệnh nhân nằm lâu quá cái mỏi sẽ không tốt nha. Rồi thôi xong hết. Còn kháng sinh thì sao? Ngưng. Đây là trường hợp sử dụng kháng sinh dự phòng. Kháng sinh dự phòng là sao cho một liều trước mổ, có thể một liều ngay sau mổ, sau đó ngưng, không cho kháng sinh nữa. Cho nên trường hợp này về mặt điều trị chỉ có gì? Dịch truyền nha, dinh dưỡng hỗ trợ qua đường tĩnh mạch, đạm bổ sung nha, rồi gì nữa? Giảm đau, rồi đủ nha, không cần cho kháng sinh, giảm đau được uống được rồi nha. Rồi có gì thắc mắc không? Bữa nay hai học được cái gì? Khám vết mổ, biết được nguy cơ nhiễm trùng, mổ là phẫu thuật là bao nhiêu phần trăm, và ta sẽ tăng giảm, gia giảm liều lượng nếu như có một số yếu tố phụ. Thứ ba nữa là khám được bụng, một trường hợp hậu phẫu mà thấy ta thấy nó bụng nó hoàn toàn nó mềm mà xẹp. Thứ tư biết được là gì? Nếu bụng mềm xẹp lép,
nha, thì bệnh nhân khai có thuộc tiện hay không, điều đó không quan trọng ha. Rồi tắt.